Mời chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của tác giả Phạm Gia Minh, bài thơ mang tựa đề Nhịp cầu kết nối yêu thương. Bài thơ xin được kính tặng ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Đời chẳng có bao giờ tham thọ, chỉ bao dung rộng mở khoan hồng. Trịnh Dung đức nghĩa mênh mông, giao lưu bằng hữu mặn nồng thiết tha. Bao thơ vô nước nhà gửi tới, thì ảnh hồn sớm tôi không ngưng. Mặc cho sức khỏe đã từng vết thương tàn phá hằn lưng tháng ngày. Mong chắp cánh thơ bay muôn nẻo, dòng chữ xanh vừa khéo khuôn hình. Tình thơ thắp sáng hành trình, mang bao sắc thắm muôn hình. Được ông giữ tuy mang tên điệu ngữ nhà quê, ông già tâm sáng chẳng hề quản thân đau nhưng hồn mê chẳng bằng. Sương phủ trăng phải trăng đời bệnh binh sức khỏe được bao, hai lần can thiệp ngã vào mổ xương cột sống xanh xao cõi lòng. Cầu đức Phật cao mong thọ vững, ban ông già Trịnh đứng nhà quê. Video thi ảnh tràn trề khắp nơi mong mỏi làng quê thị thành. Đời hậu cuộc thanh danh lừng lẫy, chẳng màng công xa lấy là bao. Chỉ mong sức khỏe dồi dào, thì nhân bằng hữu ở tâm giao thân tình. Bao thế hệ lung linh sắc thắm, kết đoàn vui say đắm nghĩa thơ. Không quên đức trọng tôn thờ, Trịnh Dung mở lối đường mơ xa gần.